Du lịch ngay trên núi, nghe thì có vẻ khó tin, nhưng chắc chắn bạn sẽ có một kỳ nghỉ thú vị cùng gia đình và những người thân yêu khi ghé thăm khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Được ví là vịnh Hạ Long trên núi, lòng hồ sông Đà thuộc huyện Quỳnh Nhai có vùng hồ rộng hơn 10.000 ha. Nơi đây sở hữu cảnh quan vô cùng đa dạng, hệ sinh thái bán sông nước độc đáo, quần thể sinh học đặc trưng mà đa dạng. Trong suốt hành trình khám phá lòng hồ, khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai sẽ đưa bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngắm nhìn tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát cao 32,5m ở thế tựa sơn hướng thủy. Mặt trước hướng ra lòng hồ thủy điện sông Đà, lưng tựa vào dãy núi đá vôi, tạo nên cảnh quan kỳ vĩ và sự linh thiêng mầu nhiệm của Đức Mẹ Quan Âm. Tham quan khu di tích Linh Sơn Thủy Từ, đền Nàng Han được khánh thành năm 2011. Trong đó, Linh Sơn Thủy Từ là ngôi đền thờ thần núi, thần sông, các vị thần cai quản vạn vật trong trời đất. Còn đền thờ Nàng Han là nơi thờ vị nữ tướng anh hùng dân tộc Thái đã có công dẹp giặc phương Bắc. Tiếp đến là cầu Pá Uôn vắt ngang vùng lòng hồ thủy điện và được xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam có trụ cầu cao nhất Đông Nam Á với trụ chính của cầu cao đến 98,6m. Điểm nhấn trong hành trình khám phá lòng hồ cùng khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai chắc chắn không thể thiếu được chính là đảo Trái Tim. Rộng khoảng 1,3 hectare thuộc bản Hát Lách, xã Triềng Ơn, cách cầu Pá Uôn khoảng 10km. Nhìn từ trên cao, hòn đảo giống như một trái tim giữa biển hồ trong xanh với cảnh vật nên thơ, sương mờ huyền ảo và không khí trong lành mát mẻ. Trải nghiệm bể bơi có đáy, cá massage chân, câu cá, chèo súp, thuyền truyền thống, thuyền kayak, chụp ảnh check-in dưới những đồi hoa ngũ sắc, đồi trong chóng, cầu khóa tình yêu. Cũng trong hành trình khám phá vùng lòng hồ sông Đà, du khách sẽ được tham quan cột mốc huyền cũ Quỳnh Nhai, nơi khởi nguồn của người Thái Quỳnh Nhai trong lịch sử, ngắm nhìn tượng Phật A Di Đà cao 17,5m. Ngoài ra, bạn còn được đắm mình trong dòng suối khoáng nóng Bản Bon, khám phá núi rừng nguyên sơ và hệ thực vật đa dạng phong phú, thưởng thức các món ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái với hương vị đặc trưng riêng của núi rừng Tây Bắc. Một mùa hè đầy thú vị và hấp dẫn, nơi để bạn hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, trải nghiệm cuộc sống người dân bản địa đúng nghĩa, thì khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai Sơn La chính là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Hãy nhanh tay lập team khám phá vùng đất độc đáo này thôi các bạn ơi. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0911 393 686 hoặc 0867 155 156. Khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai, hãy đến và trải nghiệm.